Kết phiên ngày 17 tháng 10, thanh khoản 8.025 tỷ, giảm 10,27 điểm xuống còn 1.051 điểm. VN30 giảm 14,19 điểm xuống còn 1.047 điểm thôi. Khối ngoại tiếp tục mua dòng mạnh, hơn 235 tỷ. Họ mua rất là nhiều VNM, DGC, SSI, SHB, FRT, HBG, Nam Kim. Bán ra nhiều VND, VHM, NVL, KDH, HD Bank, Hoa Sen. Đấy, thị trường thế giới cũng đang rất là tích cực. Dow Jones tăng 1,11%, Nasdaq đang tăng 1,48%, S&P 500 tăng 1,31%. Nếu mà các bạn nhìn về những cái vấn đề mà biểu đồ nến cũng như là cái xu hướng dòng tiền của thị trường Mỹ thì các bạn sẽ thấy là hôm tuần trước có một cái cây nến đảo chiều tăng, thì sau có một cái cây nến lớn như vậy thì thường thường nó sẽ có những nhịp điều chỉnh kỹ thuật, đúng không? Xong bắt đầu lại sẽ tăng tiếp, như là đảo chiều xu hướng tăng chứ không phải nó tăng liên tục luôn. Nó sẽ phải có những nhịp mà điều chỉnh nhẹ, xong bắt đầu nó tiếp tục nó tăng. Đấy thì cũng rất là phù hợp khi mà rất là nhiều tin xấu nó ra rồi. Kể cả thị trường Việt Nam cũng vậy mọi người nhé. Thị trường Việt Nam thì đang tin xấu cực kỳ nhiều, đúng không? Tin xấu cực kỳ nhiều thì nó trải qua một cái giai đoạn mà tin xấu nhiều, và thị trường đã chiết khấu một cái vùng giá rất là lớn rồi. Thì kể cả muốn giảm tiếp mọi người nhé, kể cả muốn giảm tiếp thường thường ấy, thì nó sẽ phải dư ra khoảng 3 tuần đến 1 tháng. Đấy, 3 tuần đến 1 tháng để cho thị trường trở lại một trạng thái cân bằng và cổ phiếu cũng có những cái nhịp hồi kỹ thuật, xong bắt đầu nó sẽ úp một phát nữa. Đấy, nếu mà trường hợp xấu hẳn mọi người nhé, trường hợp xấu hẳn nó sẽ úp một phát nữa. Nhưng mà nó sẽ để thư ra khoảng tầm 2 đến 3 tuần thì những cái lúc đó là những cái lúc mà mình có thể tham gia, mình đánh cái nhịp sóng hồi, bắt những cổ phiếu mà chiết khấu rất là sâu thì mình cũng có biên lợi nhuận tương đối lớn đấy mọi người, tương đối lớn. Ok, còn nếu mà các bạn kẹt hàng, nếu mà những cổ phiếu đã chiết khấu quá sâu thì các bạn cứ thế các bạn cầm để cho cái vùng target của thị trường, tôi nghĩ có thể lên được cái vùng 1.100. Đây là chia sẻ theo quan điểm cá nhân của tôi đấy, thì tôi nghĩ cái vùng đó sẽ là vùng phù hợp, thậm chí nó sẽ có thể lên được vùng 1.110 đấy. Thị trường châu Á cũng vậy, cũng đang hồi phục tốt. Shanghai tăng 0,42, Hang Seng tăng 0,41%, Kospi tăng 0,32, Nikkei giảm 1,16%. Thị trường châu Âu đang diễn ra sắc xanh chiếm chủ đạo này, đã tăng hơn 1%, các cũng vậy. Thị trường Anh tăng đều hơn 1% hết. Thị trường thế giới đang rất là tích cực, đúng không? Ok, đi sâu vào phân tích các mã để xem thị trường của mình xấu tốt ra sao, và mọi người nhấn like nhé, like cho vui. Tin xấu ra rất nhiều rồi đúng không? Tin xấu ra rất là nhiều rồi. Thì thường thường khi mà thị trường đi lên thì nó cũng có những nhịp test lại, đúng không? Test lại thì tạo cái mô hình, ít nhất là mô hình hai đỉnh, xong bắt đầu mới tiếp tục rơi tiếp. Nếu mà đánh kiểu mẫu hình như này mọi người nhé, đánh kiểu mẫu hình như này và cộng với cả khối ngoại mua dòng liên tục, mua dòng rất là mạnh mọi người nhé, mua dòng rất là mạnh, nó phải mua 5 phiên liên tiếp thì nó phải mua đến hơn 2.000 tỷ rồi, thì có khả năng là thị trường nó sẽ đánh quanh cái vùng mà biên của nó, có thể là quanh vùng mà 1.040, đấy, quanh vùng 1.040 đến cái vùng 1.068 trong một thời gian, đó, xong bắt đầu dùng rũ tích lũy quanh cái đoạn này đấy, thì xong thì sẽ có một cái nhịp hồi tốt hơn. Đấy. Đấy thì nếu mà kỳ vọng thì có thể nó đánh được như cái nhịp này mọi người. Nhịp giai đoạn mà từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2022, đấy có thể nó đánh được như kiểu như vậy, cứ nó tích lũy ở trong một cái biên này mọi người nhá. Thì hôm nay có những cái dòng mà kênh trên nó tiếp tục nó tăng. Đấy thì khi hôm qua hôm chủ nhật tôi có cho chia sẻ với mọi người là cái giai đoạn này, cái giai đoạn mà chuyên gia chứng khoán kiểu là hô hào bán. Chuyên gia gọi là Buffett gặp thời đấy, cứ hô bán thôi. Các bạn muốn tìm hiểu hay là muốn theo một chuyên gia nào thì các bạn phải xem là lúc người ta mua cơ. Chứng khoán làm sao lại chỉ có mỗi bán, đúng không? Cứ suốt ngày hô bán, cái người đấy suốt ngày hô bán bởi vì thị trường đau chen mà. Nhưng chuyên gia đấy thì mọc lên rất là nhiều, cứ suốt ngày hô bán thôi. Bởi vì thị trường đau chen, hô là chỉ có sập, đúng không? Chỉ có sập. Thị trường uptrend thì đấy, trẻ con người ta đầu tư cũng lại đấy mà. Năm ngoái thì các bạn nếu có một cái bài báo gọi là cậu bé gì bên Hàn Quốc ấy đầu tư những cổ phiếu lớn như Samsung các thứ thì lại được 30-40%. Thị trường uptrend thì đầu tư tỷ lệ win rất là cao, đúng không? Còn thị trường downtrend thì nếu mà ông nào mà giỏi ấy, là phải vừa khuyến nghị bán và khuyến nghị mua chứ. Đầu tư chỉ có mỗi khuyến nghị bán thì nó gọi là bốc phép gặp thời. Đấy, những cái thể loại đấy mà nhiều khi hô đấy, cứ hô sập liên tục đấy, rồi là bởi vì có nhiều bạn ở trong nhóm các bạn chia sẻ là các bạn theo dõi ông này, theo dõi ông kia, xong rồi kêu là người này có được hay không, kiểu tôi không thích nhận xét ai, nhưng mà nghe cái kiểu mà các bạn kể là anh suốt ngày hô bán, kể cả dòng bán lẻ hay dòng đạm các thứ cứ hô bán ầm 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 bán suốt ngày,
ngày nào cũng hô bán thì kiểu gì một ngày cũng đúng, đúng không? Nhưng mà cái đấy cứ hô bán thì ví dụ như dòng đạm hôm nay nó cứ thế nó vẫn tăng đúng không, bán lẻ vẫn tăng đấy, rồi có một ngày nào đó khi gặp vùng kháng cự mạnh này thì nó sẽ có nhịp nó điều chỉnh thôi, nhưng mà chưa chắc đâu mọi người nhé, chưa chắc nó điều chỉnh xong rồi tích lũy rồi lại phóng lên tiếp nếu mà thị trường chung nó tốt đấy. Cho nên nhiều khi hôm qua mình chia sẻ với mọi người, nhiều ông chuyên gia suốt ngày hô sập ấy, thì nhà đầu tư người ta không biết, người ta cứ tưởng hôm nay là giỏi, người ta cứ theo đó, theo xong cuối cùng vào nhóm hay là gì đó thì cũng chả có bao giờ khuyến nghị bạn mua gì cả, đúng không? Suốt ngày quản trị rủi ro với cả bảo toàn tiền, đúng không? Không hiểu mục đích của người ta như nào, nhưng mà mình nói chung là các bạn muốn theo một ai đấy thì phải xem cả quá trình đầu tư của người ta ấy. Trong khoảng tầm 6 tháng, 1 năm, thậm chí là các bạn kỹ tính hơn, các bạn theo dõi người ta 2 năm đi, rồi các bạn theo cũng được, đúng không? Đấy, xem cả cái chiều mua của người ta và chiều bán. Chứ còn đâu là cái người mà ra chiến trận mà đánh trận, đúng không? Cái người mà chinh chiến nhiều thì người ta có trận thua, trận thắng. Còn những cái ông mà không chinh chiến gì, có mua bán gì đâu mà biết thua, đúng không? Nghĩa là không đầu tư thì không thua, đúng không? Đấy, câu chuyện trên thị trường như vậy. Còn những cái ông đầu tư thì sẽ có những lúc thua, có những lúc thắng. Các bạn phải hiểu như vậy, thì muốn theo ai thì theo dõi người ta cả chiều mua nữa. Còn cứ suốt ngày mà cứ hô sập mấy cả hô bán thì chuyên gia vớ vẩn, bốc phét gặp thời thôi mọi người ạ. Ok, đi vào phân tích cổ phiếu mọi người nhé. Hôm nay sẽ phân tích về dòng dầu khí trước. Dòng này thì nó tạo đáy sớm. Dòng này nhiều khả năng nếu khi mà thị trường chung mà cân bằng thì nhiều khả năng là dòng dầu khí sẽ là những cái dòng mà nó sẽ là những cái dòng mà tôi nghĩ là sẽ dẫn dắt thị trường đấy. Nó cân bằng sớm mọi người. Đây, ví dụ mà thị trường đang tạo đáy thì con đội này đã tạo đáy 1, đáy 2 rồi, đúng không? Bây giờ còn đánh cả trên M20 nữa. Đấy, cho nên khi mà ví dụ con BVC thì hôm nay thì anh Vũ anh cho mọi người lấy vị thế con BVC thì chắc là đánh ngắn thôi. BVC ví dụ mà nó lên trên vùng này này. Đấy, ví dụ mà lên trên vùng này thì tôi nghĩ nó sẽ có những cái nhịp nó sẽ gặp vùng kháng cự mạnh mà nó điều chỉnh. Thì khi mà lên trên vùng cao này mọi người nhé, xong nó test lại một nhịp nữa, đấy là nhịp mà mọi người có thể cân nhắc mọi người mua. Và có những cái trường hợp mà giá dầu nó lên tốt quá thì nó cứ đánh dựng đứng thôi. Nó cứ hai tăng một giảm đấy, hai tăng một giảm cứ đánh dính sắc có đi lên dần thôi đấy. Nhiều trường hợp như vậy mọi người nhé, nhiều trường hợp như vậy. Cho nên nếu mà các bạn lấy vị thế hôm nay tôi nghĩ cũng tương đối an toàn, chứ không đến mức mà quá xấu đâu. Đấy, vị thế hôm nay. Ok, BVC, BVS cũng được mọi người. BVS cũng được. Đấy, nó tạo đáy trước mà. Nếu mà thị trường chung tốt là nhiều khả năng dòng này sẽ là những cái dòng mà tích cực ấy nhá. Những cái dòng này nó tích cực. Dòng tiền thì hôm nay cũng khá là tốt, về BVS mấy dòng tiền khá là tốt. Thì nó sẽ tạo đáy sớm là kịch bản đẹp nhất, nếu mà các bạn nào mà an toàn nhất ấy, mọi người lên cái vùng kháng cự này thì bắt đầu test lại một nhịp nữa, đúng không? Test lại một nhịp nữa thì lúc đấy là cái thời điểm mà mọi người mua tương đối an toàn. Và theo dõi cả thị trường chung nữa mọi người nhé, theo dõi thị trường chung cũng như là giá dầu thế giới nữa. Để các bạn đưa ra quyết định mua. Những dòng này là những dòng mà năng lượng và giá dầu đang leo cao như này, đúng không? BVS, thế BVD hôm nay còn tăng trần này. BVD còn tăng trần. Đội này đội tạo đáy trước mọi người nhé. Các bạn phải lưu ý cái dòng này, nó tạo đáy trước rồi. Cho nên là khi mà nó xử lý cản xong ấy, có khi là thị trường nó cứ bò ngang thì dòng này là những cái dòng mà nó lại tăng tốt hơn. Đấy. Bạn nào mà đánh theo M20 thì hôm nay vượt M20. Đấy, nhiều bạn cứ thích đánh cổ phiếu mà trên M20 các. Đấy, gặp vùng kháng cự thì có thể là nó sẽ điều chỉnh 1-2 phiên quanh vùng này thì các bạn cân nhắc các bạn mua. Thì nếu mà các bạn thích thì các bạn cứ quanh những cổ phiếu BVD, BVS hoặc BVC nhá. Còn OI, BR tôi đánh giá hơi yếu, mặc dù về cơ bản của đội này rất là tốt mọi người nhá. Hơi rất là tốt. BR và OI báo cáo tài chính quý 3, quý 4 thậm chí cả sang năm vẫn tốt. Nhưng mà cái đội này thì đơn giản là dòng tiền nó chưa vào, đúng không? Dòng tiền chưa vào. Quý 3, quý 4. Các bạn có thể xem báo cáo tài chính của OIBR mấy quý gần đây đều tốt, nhưng mà cổ phiếu nó vẫn giảm theo thị trường, đó, vẫn giảm theo thị trường, có những lúc tăng lúc giảm, tăng giảm, nhưng mà không phải là cổ phiếu mà cứ doanh nghiệp nó cứ làm ăn tốt mà nó cứ tăng đều đâu. Đấy, cho nên nếu mà các bạn mà phân tích cơ bản mà lỡ mà các bạn mua trên vùng cao mà các bạn không chịu chốt lời thì khi nó cũng giảm theo thị trường, chiết khấu rất là sâu đấy, chứ không phải doanh nghiệp mà nó cứ tốt mà nó cứ tăng đều đâu mọi người. Nhưng mà tốt về cho chung và dài hạn thì tất nhiên nếu các bạn chọn điểm mua tốt thì tỷ lệ win của các bạn sẽ cao. Thì bây giờ dòng tiền đang hướng về BVC, BVS và BVD thì các bạn có thể lấy vị thế những cái dòng đó trước.
Còn BR thì phải cần thêm một vài phiên xác nhận dòng tiền nữa mọi người, xác nhận dòng tiền xong test lại một nhịp nữa thì lúc đấy các bạn mua sẽ an toàn hơn. Hoặc là cái vùng này thì các bạn cũng có thể lấy vị thế được rồi. Còn bạn nào mà thích mua từ những cái cổ phiếu vùng nền thì các bạn có thể mua để lấy vị thế trước. Hoặc mà bắt đầu đợi khi mà nó có những cái nhịp xác nhận dòng tiền thì các bạn vào tham gia đánh gia tăng. Đấy. BR và oil hay là những dòng dầu khí thì tôi đánh giá là những cái dòng mà thiên thời. Tôi hay nói là thiên thời nhưng mà địa cũng lợi. Rõ ràng là những dòng hưởng lợi tốt và kể cả báo cáo tài chính cũng tốt. Nhưng mà gặp thị trường Việt Nam là thị trường đang xấu và tiêu cực, nhiều dòng nó kéo xuống thành ra những cái dòng này nó không được ổn. Nếu mà khi mà thị trường chung nó ổn thì những cái dòng này tôi nghĩ sẽ là những cái dòng tăng tốt đấy mọi người. Ok, đấy là dòng dầu khí mọi người nhé. Khả năng dòng này là dòng tạo đáy trước, cho nên là nếu mà nhịp sau mà khi mà thị trường cân bằng xong là những cái dòng này dễ là dẫn dắt này. Đấy, thì cái kịch bản sẽ như vậy mọi người nhé. Ví dụ BBC mà có thể nó lên được cái vùng tầm 20-21 đấy, xong có thể nó test lại. Đấy, test lại thì nhịp đó thì nếu mà các bạn đánh theo phương pháp an toàn thì các bạn nhịp đó là các bạn có thể cân nhắc các bạn mua. Thì lúc đấy MACD nó cũng tạo hai đáy ấy, kiểu như vậy. Ok, đấy là dòng dầu khí mọi người nhé. Đến dòng thứ hai tôi nghĩ có thể hồi phục. Đấy, dòng bất động sản mọi người nói là rất là nhiều những cái vấn đề mà tiêu cực đối với dòng bất động sản. Cái vấn đề tiêu cực nhá thì mình không phải bàn. Quá nhiều vấn đề tiêu cực rồi, làm thì trái phiếu là thì rất là nhiều những cái vấn đề mà tiêu cực đối với dòng bất động sản, đúng không? Tiêu cực thì rất là nhiều nhưng mà mình phải hiểu cái vấn đề đó là mình đầu tư là mình ăn sóng hồi mọi người nhé, chứ không phải là mình đầu tư mình cầm dài. Nếu khi mà chiết khấu quá sâu quá mạnh rồi thì hoàn toàn nó có những nhịp hồi, cho nên là mình đầu tư xác định là mình ăn sóng hồi chứ không phải là mình cầm dài cổ phiếu này cả. Và tin xấu nó ra rất nhiều dày đặc rất là nhiều cổ phiếu. À, bắt đầu cái giai đoạn mà khi mà cổ phiếu chiết khấu rất là sâu rồi thì hết con chủ tịch nọ đến con chủ tịch kia, rồi phó chủ tịch, rồi giám đốc, rồi những người lãnh đạo là đăng ký mua cứ ầm ầm đó. Cái giai đoạn đó là giai đoạn mà khi cổ phiếu chiết khấu quá sâu thì người ta cứ đăng ký, người ta mua hết Nam Long rồi đấy, đến GEC rồi lại đến DIG rồi rất là nhiều lãnh đạo hay là con cháu mua đấy. Thì khi mà doanh nghiệp chiết khấu sâu mình xác định với nhau là ăn nhịp sóng hồi chứ không phải là mình cầm dài mọi người nhé. Đấy, thì DG này, DG thì hôm nay cũng tạo cái mẫu hình hai đáy rồi, thì ngày mai nếu mà có một phiên tăng nữa thì xác nhận nó sẽ đẹp hơn, tăng lại tăng trần ấy, thì sẽ hay hơn. DG tạo mẫu hình hai đáy rút trần cũng được, không bị giảm sàn. DG cũng vậy, khối lượng rất là thấp này, khối lượng thấp này là thường là khối lượng bị ép bán ấy mọi người. DG thì hôm nay khối lượng lớn là còn tốt hơn, DG hôm nay khối lượng lớn là còn tốt hơn bởi vì là nó về vùng dùng dưới, nghĩa là nó có những lúc nó giảm sàn nó có tốt hơn, thì thường tạo mẫu hình hai đáy này đi lên thì thường ngày mai nhé mọi người nhé, nếu mà nó đúng kịch bản hôm nay mà là ép bán thì thường ngày mai cái độ này nó phải tăng luôn đấy, độ này phải tăng luôn đấy mọi người. Xác định là hôm nay ví dụ những cái dòng mà hưởng lợi, ví dụ FRT, dòng kênh trên, ví dụ là DCM, những cái cổ phiếu. Cái giai đoạn mà các bạn nhớ cái video mà tôi cho mọi người là cái tuần bắt đáy cổ phiếu ấy, thì tôi phân tích với mọi người những cái cổ phiếu như FRT, DGC đấy, những cái cổ phiếu như vậy thì các bạn có thể mua. FRT nếu mà các bạn đúng là bạn nào mà mua thì cầm đến bây giờ là một trong những cổ phiếu mà đem lại biên lợi nhuận lớn nhất, đúng không? Lớn nhất luôn. Đấy, FRT lớn cũng tôi nghĩ là nếu mà các bạn nào bắt đáy mùng 10 tháng 10 chẳng hạn thì cũng ít bạn mà có thể giữ con FRT đấy. Hay là sau phiên mà thị trường hồi phục ấy thì có những cái cổ phiếu mà nó không chưa tăng ấy. Thì sau cái video đó thì tôi có lên một cái video đó là những cổ phiếu có thể tăng sau đấy, những cổ phiếu có thể tăng sau đấy, thì tôi phân tích với mọi người có con VCG ấy, thì nó cũng tăng này, hôm nay tăng trần này. Và khi mà bị bán giải chấp xong, thì thường cổ phiếu mà nó sẽ đi lên rất là tốt đấy, có một cái nến rũ này nó tăng được 3 phiên liên tiếp luôn, rất tốt, tăng biên 10%+ nữa. Thì những cái giai đoạn mà ngày 12 tháng 10 khi mà thị trường tăng ầm ầm, cổ phiếu này lại giảm 3,75%. Đấy, cái trạng thái gọi là ép bán, cũng như là nhiều nhà đầu tư bị kẹt ở trên vùng này là người ta sử dụng margin, người ta bị bán giải chấp ấy. Thì người ta bị ép bán phiên ngày 12 tháng 10 bị bán ATC, trong phiên thì nó tăng 16,80. Thì ATC bị đạp xuống giá của nó là 15,40. Đấy, nó bị bán, nó bị ép bán đấy mọi người. Nguyên bị bán giải chấp thì sau khi nó ép bán xong thì tăng sau lại còn là có tăng rất là tốt. VCG, dòng đầu tư công về mặt bản chất của nó không có vấn đề gì quá xấu cả. Vấn đề là khi mà thị trường lao dốc mạnh và cái lượng nhà đầu tư trên này người ta kẹt nhiều, người ta sử dụng margin thì xuống dưới vùng này người ta bị bán giải chấp thôi mọi người. Thị trường chung mà
lái cái giai đoạn này nó đánh rát quá, rát quá. Ok. Đấy, thì nhiều khả năng sell DG, DG tôi nghĩ ngày mai sẽ là phiên mà tôi nghĩ là sẽ tăng điểm. Có thể là tăng điểm để xem là xem dòng tiền ngày mai sẽ như thế nào. Thường thường nó sẽ tăng điểm để mà thay cho những cái dòng, ví dụ như những cái dòng mà nó hôm nay nó tăng rồi, tăng mạnh rồi, ví dụ có những kiểu cổ phiếu như kiểu FRT, DGC chẳng hạn, kênh trên, thì nó sẽ trong cái quá trình đi lên của nó thì nó sẽ nghỉ một vài phiên. Đấy, nghỉ một phiên chẳng hạn, đấy, nghỉ một phiên xong rồi có thể tiếp tục là tăng tiếp. Đấy, những cái dòng kênh trên, những cái dòng kênh dưới này thì sau khi mà chít khấu quá sâu thì thường thường nó sẽ hồi phục tốt thôi. Còn nếu mà để mà cái trạng thái nó hồi tốt hay không nữa thì phải xem theo dõi về vấn đề dòng tiền vào ngày mai. Đúng không? Còn đối với VN-Index thì đấy, tôi có phân tích với mọi người thì nhiều khả năng nó đánh trong cái biên này. Đấy, dòng rung lắc trong phiên khoảng tầm quanh 10-15 điểm thôi. Đấy, cứ quanh 10-15 điểm, cứ rung lắc trong phiên như này. Hôm nay kết phiên giảm 10,27 điểm, cộng với thị trường thế giới cũng đang trở lại trạng thái cân bằng rồi. Thị trường thế giới trở lại trạng thái cân bằng và nhiều khả năng là sắp tới là tin, là nhiều tin, nghĩa là cái media nó sẽ nhiều tin tích cực hơn là tiêu cực, xong bắt đầu là có thể là trạng thái thị trường có thể là chuyển sang một trạng thái cân bằng trong khoảng tầm 3 tuần đến 1 tháng. Đấy, kiểu như vậy. Thì sau khi đó, xong đó nếu mà biểu hiện dòng tiền mà tiếp tục thoát ra thì có thể là một pha mà úp bô mạnh mẽ hơn nữa. Đấy, một pha úp bô mạnh mẽ hơn nữa. Còn target sóng hồi của mình thì cứ lên cái vùng mà tầm 1.100 đi. 1.100-1.110 lên trên vùng đó. Mọi người thậm chí là nếu mà kịch bản tích cực hơn thì có thể vượt qua vùng đó, nhưng mà nhiều khả năng cứ đánh tích lũy quanh vùng này, xong rồi phải có như một phiên mà bùng nổ theo đà, xong bắt đầu là mới lên được cái vùng đó nhá mọi người nhá. Ok, đấy là dòng dầu khí, mấy cái dòng bất động sản. Tôi nghĩ dòng bất động sản ngày mai sẽ có những nhịp hồi đấy. Ít nhất cũng phải hồi được tầm ví dụ DXG chẳng hạn, hồi tầm 1-2%. Đấy. Ít nhất cũng phải như vậy. Thường như vậy mọi người nhá. Tạo mẫu hình hai đáy này cũng khá là đẹp. DG nếu mà hôm nay nó mà xấu hẳn nữa, xấu hẳn thì hôm nay VN-Index sẽ tạo một cái nến tiêu cực mọi người nhá, tạo một cái nến, nó không phải nến này đâu, nó sẽ tạo một cái nến tiêu cực, nến bị bán áp đảo luôn nữa. Ví dụ bán hết biên độ, ví dụ nhiều là kết phiên của nó sẽ về cái vùng 1.033 thì tạo một cái cặp nến gọi là nến đảo chiều xuống. Đấy, nhưng mà kết phiên nó lại rút chân được như này rất là đẹp. Đấy thì DG thì hôm nay cũng giảm lúc gần sàn, cảm trạng thái là bị ép bán. Các bạn xem khối lượng của DG này rất là thấp, đúng không? Rất là thấp, trạng thái bị ép bán DG. Đấy, còn nếu ngày mai tăng hay không thì đấy của thị trường, nhưng mà thường thường nó sẽ tăng. Ok, đấy là dòng bất động sản nhé mọi người. Sang dòng thép đi, HBG. Ok, HBG hôm nay cũng rút chân giảm có 1,03% thôi. Dòng này thì nó đánh khá là giống VN-Index, thì nhiều khả năng cũng tích lũy quanh cái biên từ vùng 18.55 đến vùng 19. Đấy, HBG nhiều khả năng tích lũy quanh vùng đó. Yeah, thì từ tôi nghĩ là target của nó nếu mà trong cái nhịp sóng hồi này thì có thể lên được cái vùng tầm 22 lên trên vùng đó. Nếu mà tuyệt vời hơn nữa thì nó đánh trong một cái biên mà tôi có phân tích với mọi người là HBG có thể đánh giống như kiểu FPT ấy. Nếu mà đánh được cái giống cái nhịp này thì ngon, nghĩa là đánh mẫu hình gãy nền rũ. Đây, giai đoạn này này. Đây, giai đoạn tháng 1 năm 2022 này, nó đánh mẫu hình gãy nền rũ thì nó bắt đầu là nó đánh lên trên vùng này, bắt đầu xử lý cả, mất khoảng tầm 5-7 phiên, 5-7 phiên nó bắt đầu đánh vượt lên, vượt qua cái vùng kháng cự ngắn của nó. HBG. Đấy. Nếu mà kịch bản mà đánh mẫu hình gãy nền rũ thì khá là đẹp. Thì kịch bản đấy nó sẽ thậm chí nó sẽ vượt qua cả những cái vùng tầm 24 đấy mọi người. Đấy, để xem thời gian tới nó diễn biến như thế nào. Đó. HBG. Nhá mọi người nhá. HBG. Dòng thép Hoa Sen. Hoa Sen hôm nay giảm 0,71 thôi. Cũng đang tích lũy. Cũng đang tích lũy. Nó cứ tích quanh cái vùng biên 13-14 là các bạn cứ tầm 3-5 phiên thì các bạn có thể tham gia, các bạn mua được nhá. Hoa Sen. Hoa Sen. Hoặc là nếu mà kịch bản mà tiêu cực hơn ấy, thì các bạn cứ canh nó về vùng tầm 10 quanh vùng 12-60, 12-60, 12-70 đấy, quanh những cái vùng đó. Hoặc chênh chênh một chút được, bạn nào mua sớm thì ví dụ cứ quanh tầm 13, đúng không? Quanh vùng 13 là các bạn có thể các bạn gom được rồi.
quanh quanh vùng tầm 12-60, 12-70, 12-80 đấy. Nếu mà những cái trường hợp mà nó tạo cái đáy high sâu thì cứ lên xuống những cái vùng đó là các bạn mua được nhé. Hoa sen, ưu tiên hoa sen. Nam kim cũng ok nhé. Nam kim được nhưng mà mình ưu tiên hoa sen hơn nhé. Hoa sen thì nó sẽ tạo cái mẫu hình nó đẹp hơn. Đấy. Nam kim đấy thì quanh 10, 16, 20, 16-30 thôi. Thì là các bạn có thể mua để ăn cái nhịp 2. Nhưng mà hoa sen sẽ là đẹp nhất. Con này thì dòng tiền nó đang ủng hộ, đang đánh đẹp. Thì mà, nếu mà kịch bản tiêu cực thì nó về vùng mà 12-70, 12-80 thì các bạn có thể tham gia các bạn mua. Còn nếu mà đánh khỏe hơn nữa thì nó cứ tích quanh cái biên, quanh 10 biên 13-60 đấy. Quanh cái biên 13-60 thì vùng 14 thì tích quanh cái biên đó 3-5 phiên nữa thì nó lại đánh lên luôn. Cái dòng thép thì nó cũng ở chiều cái cách đánh của nó cũng hay là đánh chữ V. Và thị trường này cũng rất là nhiều cổ phiếu đã đánh chữ V rồi. Cho nên hoàn toàn có thể trường hợp mà VN-Index sẽ đánh mẫu hình chữ V mọi người nhé. Như là nó chỉ tích lũy một cái biên rất là ngắn, xong rồi nó đánh lên luôn. Ví dụ BAF này, nó còn không cho nhà đầu tư về test lại vùng đáy 2 để mua mà đánh chữ V luôn. Nó tăng liên tục luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cây. Tăng liên tục, hôm nay tăng gần trần nữa. Nó không cho nhà đầu tư gọi là mua cái vùng mà giá chiết khấu sâu ấy. Đấy. Nó cũng nhiều cổ phiếu nó cũng không tạo đáy 2 đâu. Không tạo đáy 2 quá sớm đâu mà nó phải lên trên vùng cao nữa xong bắt đầu mới tạo đáy 2 cơ. Đấy. Đấy, BAF mọi người nhé. Đấy, đánh chữ V luôn đấy. Tăng 6 phiên liên tiếp. BAF. Nó gom được hàng mà. Nói chung là thị trường này thì đội lái một khi nó gom đủ hàng rồi thì đánh khiếp lắm mọi người ạ. Đội lái gom đủ hàng đánh khiếp lắm. Như là gách này chẳng hạn, con gái chủ tịch bắt đầu đăng ký mua dòng nó chiết khấu sâu mọi người. Gách này, nó mà gom đủ hàng xong thì đây là một trong những cổ phiếu đánh rất là khét đấy, không phải đơn giản đâu mọi người. Đánh chữ V luôn đấy. Ngoài tăng được 1%. Mà con này tích cực hơn ngày mai phải tăng tiếp. Con này tăng tiếp thì ổn, tăng tầm 2-3% thì target của nó thậm chí sẽ lên được cái vùng tầm 19. 19-20 thì có thể lên vùng 19-20. Quan trọng là lái nó gom đủ hàng hay chưa thôi mọi người. Lái gom đủ hàng hay chưa thôi. Ok, banh trứng thép, banh đi, STB. STB tăng 2,38. Cũng tốt. Lập gap và nó tích lũy được trên vùng này. Đấy, chưa chắc nó đã về nó test cái vùng để cho mọi người mua vùng đáy 2 đâu mà nó đánh chữ V luôn đấy, bởi vì là khi mà nó bán giải chấp xong rồi nhiều cổ phiếu tăng luôn. SHB này cũng vậy này. Nhiều bạn trên YouTube này cũng hỏi là có nên giữ không, thì mình bảo khuyến nghị mọi người cứ nên kế cầm thôi. Cầm cho mà target, nghĩa là thị trường lên vùng 1.100 lúc đấy thì mình cân nhắc mình bán sau. Còn bây giờ thì mua thì nó tất nhiên là cái điểm mua nó không đẹp rồi. Điểm mua không đẹp rồi, cái vùng mà tôi phân tích với mọi người là cái hôm chủ nhật ấy, phân tích với mọi người là điểm mua thì phải khi mà cổ phiếu chiết khấu sâu, đúng không? Chiết khấu sâu đánh rất là xa 10-20 thì các bạn đấy là những cái thời điểm mua đấy. Tuần bắt đáy cổ phiếu đấy, tuần trước đầu tuần chủ nhật tuần trước đã cho mọi người cái video đó rồi. Thì thời điểm này thì ưu tiên là nắm giữ thôi, giữ thì ok, chứ còn để mà mua mới thì chắc phải các bạn phải kiên nhẫn, các bạn đợi cái nhịp sau thôi. Đó. Nhịp này thì giữ thì ok, chứ còn mua tôi đánh giá là hơi rủi ro, mặc dù là cái chiều hướng của mình nhé, chiều hướng của tôi cũng như là quan điểm cá nhân tôi thì tôi nghĩ là thị trường sẽ có xu hướng tích cực. Còn đâu là nhiều nhà đầu tư thì bây giờ cứ nhiều người ta cứ hô sập thôi, đấy là việc của họ đúng không? Nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà các bạn mà muốn theo những người đấy thì các bạn đợi khi mà người ta khuyến nghị mua để xem là có ăn hay không. Ngày này suốt ngày chỉ hô sập thì ai chẳng hô được, trẻ con cũng hô được, hô tăng hô sập, mà suốt ngày chỉ phân tích VN-Index chẳng hạn thì cái câu chuyện đấy nó hơi buồn cười. Nhiều bạn cứ tâm sự với mình, nói chung là cứ phải theo dõi người ta đi đúng không, xem người ta mua như thế nào chứ. Còn chỉ suốt ngày khuyến nghị bán thì ai chẳng khuyến nghị bán được, thị trường downtrend thì khuyến nghị bán kiểu gì một ngày nào đó rồi nó sẽ cũng rơi xuống thôi, bởi vì thị trường downtrend mọi người xác định là chỉ ăn sóng hồi. Bây giờ hô tầm một phiên không xuống, hô 5-7 phiên rồi nó sẽ xuống thôi, nó kiểu như vậy. Cái ông mà cái kiểu là giao dịch bằng mồm ấy, có bao giờ chinh chiến đâu mà biết thua biết thắng. Đấy. Cho nên đừng bao giờ so sánh những người đấy với tôi. Ok, SHB nhá mọi người nhá. Nói chung là các bạn cứ theo dõi rồi xem tầm 10 năm nữa ông nào sẽ là người trụ ở trên thị trường này. Theo dõi xem.
Lúc down trend thì có thể là trận thắng trận thua, nhưng mà khi mà up trend để xem là ông nào là ông kiếm được nhiều tiền nhất, đúng không? Rồi sắp tới đây thì đấy, tôi có nhiều nhà đầu tư tin tưởng cũng ủy thác để tôi đánh cho mọi người xem, giao cho mọi người xem lệnh luôn. Nhưng tất nhiên là sẽ lúc mà mình chốt lời rồi thì mình sẽ cho mọi người xem, chốt lời hoặc là bán rồi sẽ cho mọi người cho lệnh. Nếu mà lúc đấy mà khuyến nghị mà mình ví dụ mình đầu tư mà mình thua chẳng hạn, đó, cho những cái người đấy bóc phốt thoải mái luôn, đăng lên trên Facebook và trang TikTok hay là YouTube bóc phốt thoải mái luôn để xem chính độ như thế nào. Còn những cái thành phần kia đừng có so sánh mọi người ạ. SHB đôi khi có những cổ phiếu nó chỉ bị thua lỗ ngắn hạn thôi mọi người, và không thể nào mà đánh thắng 100% được. Đó. Ok, đấy là SHB mọi người nhé. SHB thì giữ thì vẫn ok thôi, có thể nó cứ ngày mai có thể giảm 1-2% đi, kệ nó, giảm 1-2% thì cứ tích lũy quanh, nó mà tích lũy đẹp là quanh vùng từ 11 với cả vùng 11-60 ấy, cứ tích quanh với vùng đó thì có thể nó tiếp tục đi lên đấy mọi người. Nó đánh có thể đánh mẫu hình chữ V, cứ tích lũy 1-2 phiên nó bắt đầu đánh lên tiếp. Con này thì đang dòng tiền nó lái nó gom đủ hàng mà nó đánh rất là khiếp luôn, các bạn thấy không? Đấy, những cổ phiếu mà khi mà lái nó ép nhà đầu tư bán hết luôn này, hết hàng ra thì bắt đầu nó đánh lên khiếp quá. Tăng 4 phiên liên tiếp rồi. Đấy, banh thì mình thích CTG hơn, tôi thích giai đoạn này bởi vì những cái lính dính đến những cái vấn đề lùm xùm về trái phiếu. Cho nên mình thích những cái ngân hàng quốc doanh hơn, ví dụ CTG, BID. Còn ngân hàng tốt thì các bạn có thể cân nhắc ví dụ ACB chẳng hạn. Đấy, ACB hay là SHB đấy, những ngân hàng tốt mà nó không dính quá nhiều vấn đề về trái phiếu các thứ. Ok, CTG đấy cũng là một trong những cổ phiếu rất là tốt, nó giảm có 0.66%. Đấy thì cũng bảo mọi người canh cái vùng mà 20.95 đấy, 21 đấy, cũng về vùng được vùng đó đâu, chắc gì về vùng đó mà đánh chữ V lên luôn đấy. Cho nên là nếu mà bắt thì mình sẽ phải bắt những cái thời điểm mà người ta nó ép bán cũng là bị bán giải chấp thì mình mua những vùng đó. Kể cả dòng bất động sản thôi mọi người, mặc dù nó xấu hay là tiêu cực như vậy, nhưng mà khi mà thị trường đã cân bằng rồi thì lúc nó tăng, nó sẽ tăng một cái vài một những cái nhịp mà hồi kỹ thuật ở biên của tầm 15-20%. Xong rồi khoảng khi mà thị trường bắt đầu diễn biến tiêu cực thì những dòng đó mới tiếp tục nó đạp tiếp, và nó đạp rất là sâu và mạnh mẽ hơn. Đấy, mọi người nhé. Đấy, dòng bất động sản và dòng banh. Ví dụ DXS này, DXS tôi cũng cho mọi người đánh ngắn cái phiên ngày mùng 4 tháng 10 này, đó, mùng 4 tháng 10 này về cũng lại cũng khá tốt, nhưng mà nếu bạn nào mà cầm là bị lỗ ngược, đúng không? Bạn nào cầm mà bị lỗ ngược. Đấy, DXS này, đó. Ăn được 2 cây vụt 4.83% này, 6.03 và hôm sau nó giảm 6.2, hàng về đánh ngắn. DXS này cũng hồi đấy mọi người. Con này rồi cũng hồi thôi. Mẫu hình hai đáy này cũng khá là đẹp này, con này cũng hồi thôi, nhưng mà thanh khoản thấp quá. Thanh khoản thấp quá, những cái cổ phiếu mà thanh khoản thấp ấy, thì các bạn đầu tư tỷ trọng rất là ít thôi nhá, rất là ít thôi. Các bạn nếu mà đầu tư tiền to, các bạn phải lựa những cái cổ phiếu mà dòng tiền lớn nhá, dòng tiền lớn, ví dụ thanh khoản một phiên của nó tầm vài chục tỷ đấy, thanh khoản ví dụ 50 60 tỷ 70 80 tỷ đấy. Những cái bạn chọn những cái cổ phiếu thanh khoản tốt thì các bạn đầu tư thì sẽ ok hơn. Còn về mặt kỹ thuật thì con này thì nó tạo mô hình hai đáy rồi đánh lên. Đấy. Thì mục tiêu thì rất là khó có thể là về được cái vùng mà 13.64. Thì con này chắc chỉ lên được tầm, ví dụ mà tôi nghĩ là con này lên được cái vùng mà 13, đấy 13.10 thì các bạn có thể cân nhắc. Nếu mà các bạn nào còn đang kẹt thì các bạn lên trên vùng đó thì các bạn bán nhé mọi người nhé. Đấy, nhiều khả năng, nói chung là dòng bất động sản ngày hôm nay tôi thấy rút chân khá là đẹp, cho nên là có thể ngày mai sẽ là những cái dòng tăng, có thể là cả dòng dầu khí nữa, dòng dầu khí mọi người nhé, dòng dầu khí là ngày mai phải tăng luôn này, dòng dầu khí ngày mai phải tăng luôn, BVS, BVC, BVD, BR, Oil nó phải ngày mai tăng luôn, thì nó sẽ xác nhận dòng tiền nó tốt và nó đánh lên luôn thì nó sẽ ok mọi người nhé. Thì khi đó mà các bạn đợi cái nhịp đáy sau của nó, như là đáy ba, đáy ba của nó thì các bạn mua sẽ ok hơn. Thì kịch bản nói chung là tôi nghĩ là nó sẽ đánh kiểu là, ví dụ nhé mọi người nhá, đây BVS nó sẽ đánh lên này, có thể nó đánh lên trên vùng này, nó đánh zigzag lên trên vùng này đi, đấy zigzag trên vùng này, đúng không? Đấy, xong bắt đầu là nó lại kéo xuống, đấy nó kéo xuống vùng này, đấy kéo xuống vùng này, thì đây là những cái vùng mà các bạn có thể tham gia, các bạn mua này, đúng không? Đấy, kéo xuống cái vùng đấy thì các bạn mua sẽ ok hơn. Đấy, nó kéo như này thì cái biên của nó cũng tương đối lớn,
Đấy, kịch bản sẽ là như vậy mọi người nhé. Đấy, BVS kịch bản có thể như này. Các bạn xem cái kịch bản của nó sẽ diễn biến như nào. Thì bạn nào đánh ngắn, ví dụ các bạn mua ngày hôm nay chẳng hạn, lên trên vùng này thì các bạn có thể chốt lời ngắn hạn. Đấy, hoặc là các bạn theo dõi dòng tiền nó tốt đi thì các bạn cứ thế mà các bạn cầm, các bạn cho nó rung rũ hay là thoải mái, như nó cho rung rũ nhà đầu tư thoải mái thì các bạn cứ thế các bạn cầm thôi. Tránh trường hợp mà nó tăng dựng đứng luôn, đúng không? Có những cổ phiếu nó tạo mô hình hai đáy, nó tăng dựng đứng luôn đấy, cứ đánh zig zag zig zag. Các bạn xem thì giai đoạn này mô hình chữ V rất là nhiều diễn ra, đúng không? Là thì FRT này mô hình chữ V nhiều lắm, cho nên mình phải cẩn thận. Nếu mà mình cầm cổ phiếu mình cứ thế mình cầm thôi, không nên sợ quá đây. FRT mô hình chữ V này nhiều lắm mọi người, khi mà bán giải chấp xong mô hình chữ V nó hiện ra rất là nhiều nhá. Đây BAF này cũng tăng này, mô hình chữ V này, cho nên các bạn phải nếu mà cầm cổ phiếu là các bạn phải, tốt nhất là nếu mà ăn nào mà tầm cầm tỷ trọng vừa phải thì các bạn thôi, nếu mà lúc mà thị trường rung lắc thôi mình cứ tắt app đi rồi mình đi làm, rồi để về cuối phiên xem dòng tiền thế nào, thị trường nó có tiêu cực hay không thì mình quyết định mình có bán hay không chứ, đúng không? Bây giờ nếu mà cổ phiếu của mình vẫn chưa quá xấu mà thị trường cũng diễn biến không đến mức mà quá tệ, ví dụ kết phiên ngày hôm nay chẳng hạn nó giảm tầm 30 điểm thì tôi đánh giá như thế thì rất là tệ và rất là nguy hiểm, nhưng mà hôm nay nó rút chân nó chỉ giảm có 10 điểm thôi, có một cái nến test cung rất là đẹp, đúng không? Này cái nến rất là đẹp này, đẹp thì có thể là nghĩa là nó sẽ chuyển sang một trạng thái gọi là rung rũ tích lũy trong một trong biên, trong một cái biên. Thế thì có thể dòng này hồi rồi đến dòng kia hồi, đấy thường thường như vậy. Thì kỳ vọng của nó thì được như cái giai đoạn này thôi, giai đoạn này này, đấy, giai đoạn này được kỳ vọng cái giống như giai đoạn này thôi thì biên cũng tương đối lớn đấy. Nhiều cổ phiếu nếu nó có cái sóng hồi mà bạn bắt được cái vùng giá tốt là biên cũng tương đối lớn đấy. Tất cả trên đây thì chia sẻ theo quan điểm cá nhân tôi thôi nhá mọi người nhá. Đấy, các bạn muốn hỏi mã ngành nào các bạn bình luận phía dưới, tối sáng ngày mai thì sẽ trả lời mọi người. Ok, các bạn muốn tham gia dùng khuyến nghị hay phân tích thị trường trong phiên thì các bạn lịch sử từ 2 triệu trở lên. Còn các bạn muốn tham gia dùng khuyến nghị hay phân tích thị trường trong phiên hay là tham gia khóa phân tích kỹ thuật, phân tích dòng tiền thì các bạn lịch sử từ 5 triệu trở lên nhá. Ok, các bạn muốn hỏi mã ngành nào bình luận phía dưới.